vô sugar coi trái cây nè, bắt đầu trái cây nè, trái cây nữa, trái cây đẹp quá. Táo 1 đồng 79 một phao, táo đỏ 1 đồng 79 một phao luôn. Còn táo vàng nè, táo vàng 1 đồng 99. Đây là khu này là khu táo nha quý vị. Đó. Táo này là ngon nhất nè. Táo này là Honey Crisp. Hay là chính là táo này ngon nhất, rất là ngon, rất là ngọt nè đó. Đó. Hàng trái cây rồi quý vị ơi. Đây nó táo là mình nó bán trong cái bịch. Táo này táo xanh. Cái này táo đâu đó đỏ trắng trắng. Cái này có táo vàng nữa nè, này kia đó. Bên này là hàng cam. Cam với bưởi Mỹ với chanh. Chanh xanh, chanh vàng, chỗ này là cam nè quý vị ơi. Đã. Trái cây, cái này là trái thít nè. Trái này là trái apple pear của Asian Pear nè. Trái này là trái lê của Asian nè. Cái lê của Mỹ, cái lê xanh. Wow. Đây qua tới đây. Lê bán trong bịch nè. Cái này là wood nè. Wood 4.99 4 phao. Cái cây ở đây hàng chuối nè, đây hàng chuối nè quý vị, đó chuối 55 cm, chuối Việt Nam của chuối già đó. Bạn có bán hết trơn rồi, ta chưa đem ra nữa. Này là thơm nè. Thơm 2.29 đồng một cái. Đây là bưởi của Mỹ. Bưởi của Mỹ bán rất là rẻ, bán 1 bịch, 1 đồng một bịch. Này là khoai tây. Này là bưởi nè. Thế đã ở này đó, hay là bơ với xoài. Này là bơ nè quý vị, bơ với xoài. Đây là dưa hấu nè. Cái này là catalog 2.99 đồng một cái. Còn đây là dưa hấu 3.99 đồng một cái. Còn này 4.49 đồng thì đây là trái honey melon. Còn đây là quýt 4.99 đồng một phao. À, quýt 4.99 đồng một phao. Đó, toàn cảnh chợ trái cây nè quý vị ơi.
này là bưởi nè, sáu đồng chín một bịch, 8 phao bưởi. Này là cherry nè, cherry nè, cherry đầu mùa nó quý vị ơi. Đây là nước trái cây, đây nước trái cây đây, nắp màu đỏ là nước kiwi, còn nắp màu nâu là chốt lịch, nắp màu đen là chốt lịch luôn, chốt lịch đen. Đó đủ là nước trái cây, đủ màu, đủ mùi. Nước trái cây đẹp không quý vị? Nước trái cây quá đẹp luôn đấy. Toàn cảnh trái cây. Đó, toàn cảnh chỗ bán trái cây, các thứ, các loại. Đây là táo nè, táo này, táo vàng này, táo đỏ đó, toàn cảnh trái cây. Này là kiwi xanh nè quý vị đó. Cái này là lên mình bán nguyên bịch lớn. Đó, này là bưởi. Lê trái vàng nè, còn lê trái đỏ, còn là quê lê trái nâu. Đó. Cái lê nó bự không quý vị, cái lê nó bự chứ sao, lê nâu nó bự không? Còn đây là lê xanh nè. Ok, toàn cảnh khu trái cây của chợ Châu Gà nè quý vị ơi. Đó, quay lại một lần nữa. Rồi, cảm ơn mọi người nha, like và share dùm nha. Cảm ơn, happy new year mọi người, bye bye.